Chào thầy và tất cả bạn, em tên là Lưu Kiều An, mã số sinh viên là CUV019HP12. Thì ở các buổi học trước thì bản thân em và thầy và tất cả các bạn cùng tìm hiểu về trong con người chúng ta có con người thứ hai hay không. Thì trong lớp thì mỗi người cũng đều có quan điểm chia làm hai phe, một là phe không có con bản thân chúng ta, chỉ có mình chúng ta làm chủ. Còn có một phe thì chia ra là bản thân chúng ta có 1, 2, 3, có rất nhiều con người ở trong chúng ta. Thì mình không phủ nhận các điều mà bạn công nhận là có hoặc không, vì những cái điều các bạn đưa ra đều đúng, có phần đúng và cũng có phần sai. Thì bản thân mình nghĩ là trong con người chúng ta sẽ có con người thứ hai ở trong chúng ta. Thì tại sao mình lại nói như vậy? Vì mình tìm hiểu rất nhiều cái quan điểm của trên mạng, thì có rất nhiều quan điểm nói là bản thân chúng ta sẽ có hai con người, một là phần cơ thể vật lý và một là phần là linh hồn. Tiếp đến là có một số quan điểm khác cho rằng là bản thân chúng ta là mỗi cái tính cách của chúng ta là một con người. Thì mình cũng cảm thấy là cũng đúng trong một phần nào đấy. Thì bản thân mình rút ra được có nghĩa là bản thân chúng ta sẽ có rất nhiều con người trong chúng ta. Vì hiện tại chúng ta đang bình thường này thì chúng ta là một con người rất gọi là vui vẻ hiền lành như bản thân mình. Bình thường này thì mình là một người, con người kiểu là ít khi bộc lộ cái cảm xúc ra bên ngoài. Mình cũng là người ít nói, nhưng mà đến một khoảng thời gian nhất định, ví dụ là lúc mình tức hay mình cáu, thì mình không thể nào làm chủ được cái bản thân của mình. Mình nói ra những cái lời thì, trước đây thì mình nói ra những cái lời mình không thể kiềm chế được, và mình hành động những thứ gọi là vô thức. Mình không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Đến một lúc nào đó mình kiểu là mình hết giận rồi, mình nguôi giận rồi, mình nghĩ lại, ô sao tại sao mình lại làm được những thứ như vậy, mình lại làm cái thứ vậy. Thì mình không hiểu là tại sao mình là một người bình thường này mà đến lúc tức giận thì mình lại bộc lộ những cái thứ mà mình chưa bao giờ mình nghĩ đến là mình làm. Ví dụ như bản thân mình thì nhiều lúc hay cáu, thì trước đây thì mình hay cáu, kiểu mình hay chơi game ấy. Mình hay cáu thì cứ mỗi lúc kiểu là chơi thua một trận game, hay là lúc nào mà bị thua nhiều mình tức, mình đập điện thoại và mình đấm tường các thứ. Thì lúc đấm xong mình cũng chả có một cái cảm giác gì, mình bảo là tại sao mà mình lại phải đấm thế này. Lúc đấy một cái hành động vô thức. Cái hồi năm lớp 10 mình có chơi một cái game, nếu mà các bạn trong đây chơi thì chắc chơi Liên Quân ấy, các bạn hiểu về cảm giác mà lúc mình tức, mình thua nhiều, mình tức, mình muốn đập tất cả các thứ. Thì bản thân mình năm đấy mình cũng đập lắp một cái chiếc điện thoại của mình và mình đấm tường, cũng chảy máu tay rất nhiều. Thì lúc đấy mình cũng chả giải quyết được cái vấn đề gì, mình cũng chả vui hơn, mình cũng chả hả giận hơn gì cả. Mà lúc đấy mình không biết hiểu tại sao là bản thân mình tự dưng lại bộc phát cái hành động như thế. Mình cũng không thể điều khiển được cái bản thân mình. Lúc đó mình thua phát xong thì tay mình cầm điện thoại luôn, mình đập luôn đất và mình đấm liên tục vào tường. Mình cũng chả hiểu tại sao mà bản thân mình tự dưng lại phải đấm vào tường, tự hành hạ cái bản thân của mình. Thì sau đến lúc mà khi nguôi giận xong thì mình mới hỏi lại cái bản thân mình, bảo tại sao lúc buổi tối đấy biết thế mình không đập điện thoại. Thì từ sau đấy mình không có điện thoại để dùng. Thì lúc đấy mình mới tự hỏi là tại sao mình lại nóng giận đến vậy, mình lại tự dưng đập điện thoại đến vậy. Cái đấy cũng chỉ là game ảo thôi. Thì lúc đấy xuống bố mẹ hỏi tại sao tay chảy máu kia thế này thế kia. Xong mình cũng bảo là còn va chạm nhẹ này thế kia. Tại hồi đấy mình hay cáu, mình hay chửi bới linh tinh. Bố mẹ ở dưới chắc cũng nghe thấy, bố mẹ cũng hỏi là mày nói chuyện với ai vậy mà mày to vậy. Thì cái hồi đấy mình chả hiểu tại sao mình lại muốn mình chơi game cái đấy một cách cuồng nhiệt đến vậy. Mình bỏ về học hành, mình chơi cái đấy suốt ngày suốt đêm luôn. Bản thân mình suốt ngày suốt đêm chơi cái đấy, đến lúc hành động những thứ vô thức đấy. Và sau ngày hôm đó bản thân mình lại không có điện thoại để chơi. Mình mất 2 năm, hết năm lớp 10, 14, 12, đến hết năm 12 mình vẫn không mua một cái điện thoại khác để mình dùng. Và từ đấy, từ năm lớp 10, từ lúc đặt điện thoại đấy, mình bỏ game. Đến bây giờ mình bỏ game đấy. Mình cảm thấy là đến hiện tại thì mình cảm thấy là bản thân mình có một chút gọi là kiểm soát được cái hành động của mình và những lời nói của mình. Vì hiện tại thì mình đang rèn cho cái bản thân là khả năng rèn cho bản thân là ít nói đi, và trước khi hành động hay là nói một cái gì đó mình phải nghĩ kỹ có nên nói hay không.
Vì bản thân mình là một người sống kiểu là nội tâm nhiều hơn và bộc lộ tình cảm bên ngoài. Thì các bạn lớp cũng cũng nếu mà đấy thì trọng biết là mình một người sống nội tâm, ít khi mình nói chuyện, ít khi mình giao lưu với các bạn. Thì bởi vì cái bản thân mình sợ khi những cái lời mình nói ra, mình nói những thứ mà các bạn không thích, mình sợ phần lòng các bạn nên mình là một người ít nói, ít giao lưu với tất cả các mọi người xung quanh mình. Thì đấy, mình là một người chuyên sống nội tâm về bản thân của mình nhiều hơn, chứ ít khi có thể là bộc lộ cái cảm xúc bên ngoài. Dù bản thân mình có học qua cảm xúc các thứ để bộc lộ ra bên ngoài cho các bạn biết, nhưng mà mình cũng không thể là áp dụng được vào bản thân mình, vì mình cũng kiểu là nghĩ vào người khác nhiều hơn. Và cái bản thân mình trước khi nói gì hay là hành động gì, mình luôn tưởng tượng ra, mình kiểu hay tự suy diễn ra những cái hành động về sau. Kiểu bản thân mình chưa nói một câu gì trước, nhưng mà trước khi muốn nói một câu gì, mình lại tưởng tượng ra một cái khung cảnh nào đấy, một cái câu nói nào đấy hay một cái hoạt động nào đấy. Thì nếu mà mình tưởng tượng ra một cái câu nói gọi là câu nói đấy mà cái mình tưởng tượng ra không tốt thì mình không nói một câu gì nữa. Còn nếu mà mình tốt thì mình cảm thấy là ok thì mình sẽ nói ra cho các bạn biết, hoặc là mình sẽ bộc lộ ra để cho mọi người cùng biết. Thì đấy là cái bản thân mình. Thì tiếp đến cái quan điểm thứ hai, thì có một số người cho rằng là trong bản thân chúng ta không có một con người nào đấy, không có một con người nào thứ hai, chỉ có mình là chính mình. Thì mình cũng đồng ý với cái quan điểm này. Thì hiện tại mình cũng chỉ là chính mình thôi, không có một con người thứ hai. Thì các bạn giải thích cái vấn đề mà lúc mình tức giận đấy, mình hành động một cách vô thức đấy, đó là do cái từ nhỏ bản thân mình kiểu là được tiếp xúc nhiều với những thứ đó, hay là mình xem nhiều cái phim đấy đến nên là tiềm vào cái bản thức của mình những thứ gọi là hành động vô thức đó. Đến lúc kiểu là mình đã từng gặp qua những cái thứ đó, ví dụ mình xem trên phim người ta tức giận, người ta đập tường hay là người ta đập điện thoại, thì mình xem nhiều phim đấy thì mình sẽ đến vào một cái hoàn cảnh đấy, mình bị đặt vào cái hoàn cảnh như người ta, thì bản thân mình sẽ bộc phát những cái vô thức mà từ trước đến nay bản thân mình được tiêm vào, hoặc là những cái thứ người ta gọi là các bạn gọi là lúc mà mình vui, hay là những người kiểu là người đa cảm xúc ấy, người ta lúc vui lúc buồn, lúc này lúc kia, thì các bạn bảo là đấy là do người ta gọi là từ trước đến nay người ta trải qua nhiều cái cảm xúc đó, đến cứ gặp hoặc cái hoàn cảnh đấy nhất định thì người ta sẽ hành động cách vô thức. Như trước khi người ta biết đến cái hành động này, người ta xem rất nhiều cái bộ phim kiểu đấy, và người ta sẽ có một cái vô thức trong đầu là cái hoàn cảnh này thì phải làm thế này, cái hoàn cảnh kia phải làm thế kia. Nhưng mà mình thấy cái này thì cũng không đúng, vì ở trường thầy cũng có cả một cái câu chuyện là một chị khóa 2 hành động một cách vô thức, ví dụ như là không hiểu tại sao mà mình lại lấy đồ người khác, lúc lấy mình cũng kiểu là bạn ấy không muốn cố tình để lấy cái đồ của người ta, nhưng mà tự dưng bạn ấy lấy trong lúc mà bạn quên mất chỉ nhớ, bạn không nhớ một cái gì cả, bạn không biết là bạn đang làm gì và bạn muốn gì. Bạn lấy xong thì tất cả mọi người không biết là tại sao mà bạn ấy lấy, và tất cả mất đồ xong đến chỗ bạn ấy sau các bạn đấy tìm thấy đồ trong cả bạn ấy và hỏi là tại sao lấy đồ, bạn này không có một cái gọi là thứ gì mà liên quan đến mình lấy đồ, bạn ấy không hiểu tại sao là tất cả đồ của mọi người mà trong cả mình. Thì cái này thì trên mạng cũng chứng minh là có đấy là một căn bệnh, gọi là trong khi vô thức người ta sẽ hành động một cái thứ gì đấy, đấy một căn bệnh của người ta. Người ta trong vô thức người ta quên mất trí nhớ tạm thời, không phải là nhất quyết là ngày này hay tháng này giờ này là người ta sẽ mất trí nhớ và người ta hành động một cái thứ đó. Đấy không phải tự nhiên mà nó sẽ trong một tháng, nó sẽ đến bất chợt trong ngày nào đó. Thì người ta sẽ hành động một cái thứ đó, người ta không biết là tại sao người ta phải lấy cái đó, đấy là một căn bệnh của người ta. Còn một số người thì lại cố tình lấy đồ người ta rồi lại dở vào thì mất trí nhớ, đấy là một phạm trù khác, đấy là người ta cố tình chứ không phải là do mình bị một cái căn bệnh nào đó nên mình không thể thông cảm được cái đó. Thì đó, mình cũng không đồng quan điểm là trong con người chúng ta có một người hay là hai người. Riêng bản thân mình thì mình thiên về là trong con người chúng ta có nhiều con người thứ hai hơn,
Vì những con người là đa đa tính cách ấy, mọi người cũng hiểu là cái con người đa tính cách, người ta sẽ bộc phát những cái hành động, những cái thứ gọi là tính cách khác nhau, lúc này lúc vui, lúc buồn, lúc giận dữ, lúc này lúc kia, trên đúng mỗi người, người ta có rất nhiều tính cách. Trong từng hoàn cảnh nhất định, người ta sẽ bộc lộ từng cái tính cách để phù hợp với những thứ gọi là phù hợp với cái hoàn cảnh của người ta. Thì đấy là con người đa tính cách. Mình nghĩ là trong con người chúng ta sẽ có nhiều con người hơn một con người, thì mình cũng không thể nào phủ nhận, và mình không thể nào có, mình không có quyền phủ nhận và cái ý, cái quyết định của mọi người là có một con người hay là không có con người hay là có nhiều con người. Thì tất cả đôi bên, bên nào cũng sẽ có một cái ý đúng của người ta từng trải qua, người ta từng gặp phải, người ta từng vấp ngã và người ta từng trải nghiệm, thì người ta sẽ luôn tin trên cái niềm tin của người ta. Dù bạn nói là trong con người chúng ta có hai, bạn cố tình áp đặt người ta là trong con người chúng ta chỉ có duy nhất là một người, nhưng mà bạn đã từng trải qua nhưng người ta chưa, mà bạn có thể là áp đặt lên cái niềm tin của người ta. Ví dụ như là mình tin là sẽ có con người thứ hai, nhưng mà một người khác lại bảo là sao mẹ tin thế, con người chúng ta chỉ có mình chúng ta thôi, mày phải tin là chúng ta chỉ có mình chúng ta thôi. Các bạn áp đặt lên bản thân mình không tin được cái đấy, vì cái niềm tin của mình là sẽ có con người thứ hai trong bản thân chúng ta. Thì mình lấy một cái ví dụ này thì mình vẫn chưa giải thích được tại sao mà người ta có thể là tìm ra được cái đó, hay là người ta nói được ra những thứ mà mình chưa hề biết. Nhưng mà vì đây cái là năm 12, mình và lớp mình có đi đến Chu Văn An, đền Chu Văn An ở Hải Dương ấy. Thì đến lúc vào thì có một ông thầy xem tướng hay gì, xem bói gì mình quên rồi. Người ta nói với một đứa, lúc đầu ông ấy xem về mình, ông ấy bảo là năm nay đỗ đại học. Mình không tin đỗ hay không là do mình thôi. Thì cái đấy mình không không phủ nhận. Mình phủ nhận luôn là mình đỗ hay không là do mình, chứ chả có thể là người ta bảo là bản thân mình sẽ được có một quý nhân phù trợ, mình không tin lắm. Mình phủ nhận luôn mà đỗ hay không là do mình. Lúc vào mình nói luôn với các bạn là đỗ hay không do mình chứ chả có, mà mày cứ thử không học xem, mà mày đỗ được thì tao mới tin là mày có quý nhân phù trợ. Những đứa bạn trong lớp mình hồi đó, những đứa không học thì chắc chắn sẽ không đỗ rồi, không đỗ được đại học. Thì bản thân mình cũng là người không học, nhưng mà đến mai cuối mình học kỹ hơn về phần văn hơn, mình kiểu là mình thiên về văn hơn, mình học kỹ thì chắc chắn đợt đấy mình trúng tủ. Thì đến là khi ông ý xem đến người thứ hai, nó là cái thằng bạn bên cạnh bên thôn của mình, ông ấy xem là nhà thằng này là có hai mảnh đất. Thì mình cũng không biết là nhà là có hai mảnh đất hay không, mình cũng không quan tâm, mình không biết là, chả cần biết là đúng hay sai, vì cái thứ đó mình không hề biết là có hay không, mà mình có thể phủ nhận này là đồng ý với ông ta. Tiếp đến ông ta bảo là thứ hai là nhà mày cạnh đình à, cạnh đàn à, đình đúng không? Thì mình tin luôn là nhà thằng này cạnh đình, vì nhà nó đi ra đến đình cũng chỉ có vài trăm mét. Mình lúc đấy mình cũng không hiểu tại sao mà ông ta có thể nhìn được cái đó, hay là ông ta chỉ bảo là giơ tay ra ông xem. Ông ấy bảo là nhà này cạnh đình. Mình bất ngờ luôn, mình bảo là ông sao ông này lại biết này lọ. Mình đến hiện tại thì bản thân mình vẫn chưa thể giải thích được cái thứ đó, vì cái đề đó mình nghĩ là sẽ liên quan đến tâm linh nhiều hơn. Thì mình cũng không thể phủ nhận là ông ta có một siêu năng lực nào đó, hay là ông ta có thể nhìn thấy một thứ gì đó, hoặc là cái đấy cũng chỉ là một trò bịp người mà thôi để có thể kiếm tiền. Thì mình cũng không, vẫn chưa giải thích được cái đó, nên mình không thể là phủ nhận ông ta. Thì mình sẽ dùng thời gian của mình để có thể là chứng minh rằng là cái đó là sẽ có một cái nguyên lý hay một cái quy tắc nào đó để có thể tìm xem ra được. Thì tiếp đến là đến hôm buổi học hôm trước, thì thầy Hùng có cho bạn lớp và tất cả mọi người biết là trong con người chúng ta sẽ có 6 con người. Thì khi thầy nói ra là trong con người của chúng ta có 6 con người, thì có rất nhiều phe phái và rất nhiều các bạn sẽ có người đồng tình, có người không đồng tình. Thì có người đứng lên hỏi luôn là tại sao trong con người chúng ta chỉ có một cơ thể vật lý, đúng rồi, chắc chắn chỉ sẽ có một cơ thể vật lý thôi, mà tại sao lại chứa được tận 6 con người bên trong. Thì cái này thì mình cũng nghĩ là làm gì mà tận nhiều đến thế. Thì cho đến lúc các bạn có người thì nói không tin, có người thì phủ nhận, có người thì tin. Thì mình nói bằng là
có một cơ thể vật lý thôi thì làm gì mà lại có 6 con người bên trong. Thì sau đến lúc thầy diễn giải ra từng thứ một thì bắt đầu là mình cảm thấy là có ý đúng, có ý ok, mình có thể là áp dụng vào cái bản thân của mình được. Thì các bạn biết là cái 6 con người thầy muốn nói là gì không? Thì đầu tiên đó là con người vật lý. Thì con người chúng ta thì ai chắc chắn sinh ra thì đều là một cơ thể vật lý. Thì bao chúng ta sẽ được có tay, chân, tai, mắt, mũi, miệng. Thì đó gọi là cơ thể vật lý của chúng ta. Tiếp đến là cơ thể và cảm xúc. Thì cơ thể và cảm xúc là cái gì ạ? Thì cơ thể và cảm xúc có nghĩa là những thứ xúc cảm hay những thứ cảm xúc mà bạn từng được trải qua và những thứ mà sắp tới bạn được trải nghiệm. Thì đó gọi là cảm xúc của các bạn. Thì cảm xúc là sẽ mang lại những thứ gọi là happy, vui vẻ, những thứ gọi là mang đến gia vị cho cuộc sống của các bạn. Nếu mà các bạn sống mà một cuộc sống không có một cảm xúc gì, ví dụ bạn đi học, bạn không có cảm xúc, chắc chắn bạn không học được bài. Bạn cảm thấy là một ngày nhàm chán, 24 giờ dài ngoằng ngoằng lên. Nếu mà bạn cảm thấy là đi học là một cái niềm vui hay là đi học để gặp người mình thích, thì loại một tâm lý khác, một tâm thái khác. Khi đi học bạn muốn đi học chứ không phải là phải đi học. Bạn đi học mà gặp được cái người, ví dụ trong lớp bạn, bạn có một người thích, bạn thích bạn, à bạn thích người ta, thì bạn muốn đi học để có thể nhìn ngắm người ta. Thì trước khi đi học ở nhà mình có kiểu bản thân sẽ mường tượng ra một cái cảnh nào, một khung cảnh nào đó, đi học sẽ làm được cái gì hay là sẽ được ngắm cái gì, thì sẽ đem cho chúng ta một cái cảm xúc gọi là cảm xúc mãnh liệt. Thì mình kiểu là đi học phát, sau khi nếu mà mình không đạt được cái mục đích đó thì bản thân mình cũng có gọi là hơi tủi thì thôi, nhưng mà vẫn muốn đi học vì đi học có gặp người ta. Thì đó, đây là cảm xúc, con người và cảm xúc. Tiếp theo đó là con người về lý trí. Thì cái lý trí đấy các bạn hiểu là gì không? Thì cái lý trí đó đơn giản thôi, là những thứ gọi là khi bạn đưa ra một cái quyết định nào đó, bạn sẽ đưa cái lý trí của bản thân vào, gọi là bạn sẽ hỏi là bạn sẽ dành một chút thời gian ra là tại sao mình phải làm cái này, hay là làm cái này để mình được cái gì, bạn làm cái này được cái gì không, hay làm cái này để phật ý ai không. Thì bạn sẽ dành một chút thời gian ra để gọi là suy nghĩ về những hậu quả, hay là mình có nên nói với người ta không. Cái này thì chắc chắn ai cũng phải cho một cái lý trí vào khi làm việc, thì không phải ai cũng sẽ là làm việc theo cái cảm xúc của mình. Vì cái con người và cảm xúc ấy, con người người và cảm xúc thì người ta sẽ hành động một cách nhất thời. Ví dụ lúc này người ta vui người ta sẽ làm, có lúc người ta chán người ta không làm. Ví dụ bạn theo đuổi một cái đam mê nào đó, ví dụ bạn đang đi làm, bạn thấy công việc này lúc đầu thì bạn thấy ok, nhiều tiền, vui vẻ, ok bạn đi theo. Bạn rồi bạn đi, bạn đến nơi làm, bạn gặp một người bạn thích hay bạn quý, bạn yêu, bạn cảm thấy ơ tại sao trước giờ mình không đi làm luôn nhỉ, tại sao mình không vào công ty này sớm nhỉ. Thì đó là cảm xúc của bạn. Cảm xúc thì đây là bạn làm việc theo cái cảm xúc. Bạn chỉ muốn đi làm để gặp người ta chứ không phải là có một, không phải là bạn đưa vào một cái lý trí là bạn đi làm đã được cái này, được tích lũy cái kia. Bạn chỉ là phụ thuộc nhiều cái cảm xúc của bạn. Bạn đi làm để được sướng, được vui, được gặp người ta, được có cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt. Thì sau khi ví dụ như là bạn người kia chuyển like là nghỉ việc, thì bản thân bạn lúc đấy là phụ thuộc nhiều ấy. Bạn kiểu là dựa dẫm nhiều vào cái cảm xúc ấy. Bạn phụ thuộc vào người ta. Bạn sống trong một cái thứ gọi là mình phải phụ thuộc vào cảm xúc của người ta. Mình gặp người ta thì mình có một cái cảm xúc nào đó. Mình phải có người ta thì bản thân mình mới tạo được một cái cảm xúc của mình. Nếu mà mình không gặp được người ta thì mình không thể tự được cái cảm xúc của mình. Thì mình nghĩ là các bạn hãy lên học một cái gọi là trí tưởng tượng. Nhưng mà học trí tưởng tượng đây làm gì ạ? Thì học trí tưởng tượng, mình biết người ta, nhiều người sẽ lo học trí tưởng tượng sẽ sinh ra ảo tưởng. Thì đây tùy một số người, người ta sẽ sinh ra ảo tưởng và người ta tưởng tượng những thứ gọi là càng xa, cao vời, cao xa. Nhưng mình không khuyến khích là các bạn tưởng tượng về những thứ cao xa. Bạn hãy tưởng tượng một cái thứ gọi là đưa cho bạn một cái cảm xúc. Cảm xúc lúc đấy gọi là happy nhất. Ví dụ trước khi đi làm, bạn tưởng tượng một cái khung cảnh, ví dụ là hôm nay mình sẽ được sếp bạn trao thưởng này, mình sẽ gặp được người mình thích này, mình sẽ làm được những thứ mà mọi người khen, hoặc là mình sẽ được mọi người khen. Thì lúc mình khi mình tưởng tượng xong ấy, thì cái cảm xúc mình chắc chắn với các bạn là cảm xúc của mình sẽ trào dâng lên một cái thứ gọi là
mình cảm thấy rất hạnh phúc, hay là mình tự cái tuồng tìm, mình cá chắc chắn rằng sẽ nhiều người sẽ tưởng tượng ra. Với cái trí tưởng tượng này thì một ngày chúng ta sẽ tưởng tượng không biết là bao nhiêu thứ, nhưng mà sẽ tập trung vào nhiều và 1 đến 2 thứ mình sẽ tưởng tượng lâu dài. Ví dụ như là bản thân mình, trước khi dậy hay là trước khi ngủ thì mình cũng nghĩ là mai lên làm những gì. Mình tưởng tượng ra là cái khung cảnh mà mình đi học thì mình tưởng tượng ra một lúc, nhưng sau đến lúc đi làm mình tưởng tượng ra là chiều làm cái gì, đăng cái gì, hay là làm cái gì, hay là ngồi để làm cái gì, thì mình tưởng tượng ra tất cả những thứ công việc mà mình chuẩn bị làm, mình sẽ phải làm. Thì lúc đấy thì mình sẽ có một cái động lực gọi là thúc đẩy cái bản thân mình dậy sớm. Thì bản thân mình hiện tại thì cũng tập dậy sớm, tầm 5:30 là mình sẽ tập dậy sớm. Trước khi ngủ mình sẽ tưởng tượng ra buổi sáng sớm mình sẽ tập thể dục. Thì buổi sáng mình cũng dậy tập thể dục rồi bắt đầu ngồi tưởng tượng. Chỉ mất tưởng tượng không mất nhiều thời gian của các bạn đâu, chỉ mất tầm 5 đến 10 giây sẽ tưởng tượng ra một cái khung cảnh của một ngày của các bạn. Khi các bạn tưởng tượng ra xong thì các bạn cảm thấy là một ngày mình thật vui vẻ, happy. Nếu mà các bạn đạt được cái kiểu bạn các bạn tưởng tượng ra mà các bạn đạt được cái thứ đó thì các bạn cảm thấy là ngày đó mình cảm thấy rất vui vẻ, happy luôn ạ. Thì như hôm có một hôm thì mình không tưởng tượng, mình tưởng tượng ra cái hôm đó mình sẽ có một đơn. Thì đúng hôm sau mình thử vào xem có đơn nào không, mình tra thì đúng thật là có một đơn. Thì mình cảm thấy là tại sao mình lại tưởng tượng ra được một đơn. Thì mình cảm thấy lúc đấy vui vẻ, happy hơn, mình có động lực để đăng bài hơn. Thì trước lúc đấy thì bản thân mình rất lười đăng bài trên các sàn, vì hiện tại mình đang bán mỹ phẩm này. Mình rất lười đăng trên các sàn. Khi mình có cái đơn đấy thì mình có kiểu là nó sẽ tạo một cái động lực cho mình. Trước lúc đấy mình tưởng tượng ra đã có một cảm xúc vui vẻ mãnh liệt đấy rồi, hạnh phúc đấy. Thì sau khi có cái đơn đấy thì mình cảm thấy là mình có một cái động lực, một cái lửa trong người đã đăng bài nhiều hơn. Thì như bản thân mình thì học và cái một Facebook marketing thì trước sau thì các bạn học rồi. Thì mình số mình cũng đỏ, lúc đầu lập thì lập cái nào ăn cái đấy, nhưng về sau thì lập cái nào chết. Sau bắt đầu xong mình chết liên tục. Thì mình đã học được cái gọi là kiểm soát cái cảm xúc của bản thân. Thì mình lúc đấy nếu mà trước lúc đó thì như cái hồi năm năm 10 thì mình tức giận cau có đấm này đấm nọ. Nhưng mà sau mình lại tưởng tượng ra mình kiểm soát được cái cảm xúc của mình bảo là mất rồi thôi lập cái khác, coi như là thất bại là mẹ thành công, gọi là mình cứ va chạm nhiều thì mình sẽ tìm ra được cái lý do mà tại sao mình lại thất bại như thế, hoặc là mình trải qua nhiều, mình vấp nhiều thì mình sẽ tránh được những thứ mà mình đã từng bị đi ở đó. Thì tiếp theo đó là cái phần lý trí đấy, thì mình cũng nói qua ở đây. Lý trí sẽ khi các bạn quyết định làm một cái việc gì đó, một cái việc lớn, thì thường thường người ta sẽ đưa cái lý trí của người ta vào có nên làm hay không, làm cái này được cái gì, không nên làm cái gì. Ví dụ bạn phóng đèn đỏ, vượt đèn đỏ, nếu mà cảm xúc của bạn thì chắc chắn bạn sẽ vượt luôn, nhưng mà một số người sẽ dừng lại dành ra 2 đến 3 giây vượt được gì, mất gì, giết bao lâu, lên làm hay không lên làm, giết bao lâu, thế thôi. Người ta sẽ chỉ dành ra 2 đến 3 giây của bản thân, của đời mình. Nếu mà có một số người sẽ dành ra nhiều thời gian hơn, ví dụ là vượt đèn đỏ nhớ may thế này thế kia, hoặc là không vượt đèn đỏ sẽ nhớ may như thế này thế kia, người ta sẽ nhìn vào cái hậu quả, cái kết quả, để người ta sẽ đưa ra cái quyết định của bản thân có nên làm hay không. Ví dụ như là bạn học bài tập mà một bài này đang khó thì bản thân bạn chắc chắn cảm xúc sẽ không làm, đúng không? Mình cáo 100%. Nếu bài khó như bài này, bản thân mình rất lười, mình có 2 ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Trước khi hôm đấy thứ sáu mình bảo là chắc chắn thứ bảy phải làm xong bài này, hoặc là thứ bảy mình phải làm xong tất cả bài tập để chủ nhật mình chơi. Nhưng bản thân mình lại cảm xúc nhiều hơn, mình lại không làm luôn. Thứ bảy mình không làm một cái gì, mình chơi cả một ngày, mình không động chạm đến một cái sách vở nào đấy, mình không tìm hiểu vào cái bài mình chuẩn bị làm. Thì thứ sáu thứ bảy mình có 4 bài tập, thì mình sẽ đến hôm thứ bảy mình không làm một cái gì rồi, đến tối thứ bảy mình chắc chắn mình phải là đưa một cái lý trí của mình vào, bảo là nếu mày không làm thì mày sẽ phải thế này kia, hay là mày không làm thì mày trượt. Thì đến hôm nay mình ngồi đây mình quay video cho các bạn xem,
đấy là mình sẽ đưa cái ý chí của bản thân mình vào, mình làm mình được cái gì và mình không làm mình mất gì. Mình sẽ không sống là cái con người cảm xúc nhiều vậy. Nếu mà mình sống mà con người cảm xúc thì hôm nay mình sẽ không bao quay bài tập này. Mình cứ đã mình cứ sẽ bảo là rồi quay này dễ, không quay một hai quay tí là xong, mai quay được, ngày kia quay được, thì cứ mai lại bảo ngày kia rồi đến cuối mình không làm bài luôn. Thì mình nghĩ là lên khi làm một cái việc gì đó, hay là lên đưa ra một cái quyết định sáng suốt trong cuộc đời mình, hay là đưa ra một cái quyết định làm hay không, thì các bạn hãy sống nhiều hơn với cái lý trí của bản thân. Đừng lên cho cái cảm xúc của mình làm. Cảm xúc là đến nhất thời, lúc đến rất nhanh và lúc đi cũng rất nhanh. Mình không biết được nó đến bao giờ và nó đi đến bao giờ. Mình hãy cho cái lý trí của bản thân mình vào. Cái lý trí đó sẽ giúp mình gọi là đưa ra một cái quyết định đúng đắn hơn. Mình không dám chắc là nó sẽ đưa ra một cái quyết định đúng đắn 100%, nhưng mà nó sẽ cao hơn cái cảm xúc. Về càng cảm xúc là ngắn hạn, lý trí nó sẽ dài hơn. Lý trí sẽ nhìn ra cái hậu quả khi mà bạn không làm và cái kết quả bạn đạt được đó. Mình nghĩ bạn sẽ phải thiên vào cái lý trí hơn cái cảm xúc. Cảm xúc thì bạn sẽ vào một trường hợp nhất định thôi, đừng lên gọi là trội nó nhiều quá. Tiếp đến là về cái ý chí. Thì cái ý chí đây thì mình cũng định nghĩa một cách đơn giản. Ý chí gọi là một cái thứ gọi là thúc đẩy cái bản thân mình khi mà cái bản thân mình gọi là bất lực nhất hay là mình tuyệt vọng nhất, thì mình cố gắng tạo ra một cái gọi là động lực cho bản thân, thì nó sẽ là nâng cao cái ý chí của bản thân mình. Ví dụ như là bản thân mình buổi tối ngủ rất muộn, tầm 12 rưỡi 1 giờ mình mới ngủ, thì mình nghĩ lúc đấy mình chắc chắn sáng mai phải dậy. Mình gieo vào cái tiềm thức của mình một cái ý chí gọi là bắt buộc phải dậy để làm cái này cái kia. Thì đúng một hôm sau thì mình có một cái ý chí gọi là đúng tầm đấy mình đã dậy. Thì cái một số người thành công thì người ta chắc chắn là phải có một ý chí thép để có thể, vì cái con đường thành công người ta không bao giờ trải một cái hoa hồng cho người ta được cả. Bạn thấy con đường không có một con đường nào thẳng tưng hết. Con đường thẳng tưng thì chắc chắn sẽ nhanh và nguy hiểm. Như các bạn nhìn thấy đường cao tốc ấy, đường nó thẳng sẽ có rất nhiều nguy hiểm, người ta phóng nhanh vượt ẩu đâm nhau suốt. Thì các bạn phải có một con đường vòng vo, hay là một cái ý chí nghị lực, vấp chỗ này mình đứng lên chỗ này, vấp chỗ kia mình đứng lên, không sợ thua, không sợ thất bại. Dù thất bại nhiều hay thì làm cái kia, các bạn có một cái ý chí mãnh liệt, mình phải làm được cái này, mình bắt buộc phải làm được cái này để cho ai xem ạ, để cho bản thân mình trước, tiếp theo là để cho mọi người xung quanh để biết mình có một ý chí quyết tâm cố gắng. Thì như ông Alexander, cái ông sáng tạo ra cái bóng đèn này ạ, Einstein này, ông sáng tạo ra bóng đèn. Nếu mà bản thân ông không có một ý chí, gọi là ông không có ý chí nên mà ông sống vào cái cảm xúc của mình nhiều hơn, thì ông đã không bao giờ sáng tạo ra cái bóng đèn hiện tại cho bạn dùng rồi ạ. Ông có một cái ý chí mãnh liệt, ông yêu bảo phải làm được cái này để giúp ích cho đời, phải làm được cái kia để giúp ích cho đời. Thì ông trải qua tận 10.000, 100.000 lần thất bại. Như các bạn này, các bạn nếu mà làm thất bại như mình, nếu mà thất bại 1-2 lần thì mình cũng như chỉ làm, nhưng mà mình vẫn cố là thôi cố lên, đang làm thế, thất bại rồi, thất bại tiếp chả sao. Thì như cũng lập định vậy, chết rồi, lập tiếp, sợ gì, chả mất gì, mất tí thời gian nhưng được kinh nghiệm. Đừng chết chỗ nào, vấp chỗ nào, đừng lên chỗ đấy, chắc chắn sẽ thành công. Thì bản thân mình giờ đã lập được hai con cá lon sống nhân răng luôn. Thì đấy là mình biết là chết chỗ nào, đừng lên chỗ đấy, mình phải có một cái gọi là ý chí thành công của bản thân mình. Mình sẽ đưa những thứ gọi là mục tiêu, những thứ mình muốn đạt được, để cho cái ý chí của mình thúc đẩy cái năng lực của bản thân mình, thúc đẩy những thứ gọi là tiềm năng của bản thân mình lên, để làm những thứ mình chưa hà nghĩ là bản thân mình có thể làm được. Như hồi năm 10 thì mình có một tập hít đất ấy, thì mình nghĩ là mỗi lần mình chỉ hít được tầm 10, 11 cái như bao nhiêu, xong mình đưa một ý chí của mình làm bắt buộc là mày phải hít được 30, 50 cái. Cái đến hiện tại thì mình hít 50 cái chuyện bình thường, một round mình hít được 50 cái. Giờ mình cứ cố là một round mình 50 cái, rồi dần dần mình đưa cái ý chí của mình là một round 100 cái. Thì trước đây mình cũng chỉ là buổi sáng đi tập 200 cái, buổi tối 200 cái, là ngày 400 cái. Thì bây giờ mình ý chí động lực của mình lên, ví dụ buổi sáng 200 cái, buổi tối 300 cái, thì lúc đầu thì cũng thấy khó khăn vì kiểu là nó mỏi ấy. Mình đang tập
kiểu là một cái luồng quen rồi, mình chỉ 100 cái buổi sáng, 200 cái buổi tối là có 300 cái thôi ạ. Thì giờ mẹ tự dưng tăng thêm 200 cái, mình cảm thấy mỗi khi tập mình thấy mỏi hơn, nhưng mà mình cứ cố thôi vì sức khỏe mình cố gắng, mình có một cái ý chí gọi là cái động lực riêng cho bản thân mình tập được có sức khỏe tốt thì mình đã làm được cái những thứ đó, mình cũng làm được tập tuần 2 tuần rồi. Mình đang cố gắng là sẽ một tuần mình sẽ tập đủ 6 ngày, ngày chủ nhật thì mình sẽ nghỉ để gọi là cho bản thân gọi là giải trí giải lao cho bản thân của mình, chứ không gọi là ép nó quá vì cái gì nhiều vào không tốt, mọi người biết rồi, nhiều vào là không tốt, mình tập nhiều quá bản thân mình mỏi cơ mỏi. Buổi hôm sau thứ chủ nhật mình nghỉ thì đến thứ hai mình có một cái cảm giác gọi là thoải mái hơn, nếu mà mình tập hôm đấy mình mỏi thì buổi thứ hai mình cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn thật. Thì tiếp đến đó là luân lý đạo đức. Con người thứ năm đó là luân lý đạo đức. Thì luân lý đạo đức này thì mọi người cũng biết là luân lý, luân thường đạo lý, cái câu đầy đủ của nó gọi là luân thường đạo lý. Thì khi ta khi làm một việc gì đó, người ta sẽ xem là cái này có chuẩn phù hợp với cái đạo đức pháp luật, hay là có phù hợp với những thứ mà luân lý, luân thường đạo lý của mình đang sống hay không. Ví dụ là bạn hiện tại là ăn trộm ăn cắp, nếu mà bạn nghĩ là ăn trộm ăn cắp thì bạn sẽ nghĩ là cái này là có phù hợp với gọi là phạm pháp hay không. Nếu mà các bạn đưa được cái này thì sẽ không có người ăn trộm ăn cắp. Ví dụ như hôm qua tỉnh Bắc Linh mình, hôm qua hôm kia tỉnh Bắc Linh mình có một số, có hai người, một người phụ nữ và một người đàn ông bắt cóc một đứa trẻ con 2 tuổi rưỡi đấy ạ. Thì người ta sống nhiều vào cái cảm xúc của bản thân mình. Mình hôm nay mình cũng có xem là lời khai người ta nói là kiểu là người ta yêu người kia quá, người ta phải là có con với người kia thì mới có thể là cho gia đình của nhà trai đồng ý cưới cô gái này. Thì cô gái này lúc đấy sống nhiều, kiểu cô ta cuống, cô ta bấn loạn rồi, cái cảm xúc của người ta lên cao quá rồi, người ta đi vào cái công viên Nguyễn Văn Cừ trên Hồ Điều Hòa, thành phố Bắc Linh đấy ạ. Cô ta bắt cóc một đứa trẻ, lúc đấy cô ta không có ý định, mình không biết là cô ta có ý định là đưa đứa trẻ con sang Trung Quốc hay không. Mình mới chỉ xem, mình cũng chỉ nhìn một hướng, đó là bên báo người ta phỏng vấn. Thì là cô ta nói là cô ta muốn kết hôn với anh kia, và anh kia bảo là phải có đứa con thì mới có thể là cho gia đình đồng ý được. Thì đây mới cũng chỉ là góc nhìn của một phía, mình áp dụng luôn, đó là cô ta bị kiểu sang chấn tâm lý và cô ta sống với cái cảm xúc nhiều hơn. Cô ta vẫn chưa nghĩ ra, cô ta chưa cho cái lý trí của bản thân mình vào. Giờ bắt cóc trẻ con nhớ may thế này thì kia làm sao, hay là đứa trẻ con có nhớ may thì bị làm gì làm sao, hay là cái luân thường đạo đức thì cái bắt cóc trẻ con, hay là lấy đưa đứa trẻ con mà từ tay bố mẹ nó đi mà không hà hỏi han ý kiến của bố mẹ nó thì chắc chắn sẽ vi phạm vào pháp luật. Thì cái cô này nói cái vụ này thì cũng là được hơn 24 giờ, thì theo luật thì 24 giờ là có thể là đưa lệnh truy nã hay là lệnh bắt tạm giam các thứ. Khi gặp được thì người dân có thể bắt và đưa lên công an. Thì cô này vẫn kiểu là cảm xúc nhiều hơn, cô ta vẫn không thể nào là nghĩ được nhiều hơn, mình bắt cóc này là có tội hay là mình kêu có tội. Khi mà cô ta bị bắt thì cô ta mới gọi là cái luân thường đạo lý và cái lý trí của cô ta lên, thì cô ta mới biết là bị bắt, mình bắt đứa trẻ là sai, bố mẹ nó sẽ lo hay là mình sẽ phải đi tù. Thì đây là cô ta đang hối hận, thì cô ta sẽ có lý trí của cô ta và cái luân thường đạo lý của cô ta áp dụng vào. Hoặc là người xưa thì mình dạo gần đây thì mình cũng hay nghe những thứ gọi là vào người Trung Quốc xưa, thì cái luân thường đạo lý này em, người xưa Trung Quốc rất gọi là người ta sẽ đưa cái này lên cao. Người phụ nữ Trung Quốc khi mà lấy chồng mà có kiểu là đi ra ngoài đường mà nhìn trai thì là chồng sẽ chồng mù mắt, hay là chỉ cần chạm tay chạm chân với một người trai nào đó sẽ bị hình phạt cạo đầu bôi vôi hay gì gì đấy. Thì người xưa người ta có cái đạo đức, hay là đạo đức của phẩm chất của con gái gọi là phải rất cao, không được yêu ông này mà phải thích yêu ông nọ. Người xưa rất kiểu là quan tâm đến cái phẩm giá của con gái. Khi kiểu người con gái mất trinh tiết hay là không được trong trắng, người ta xem nếu mà lừa gia đình nhà trai, người ta sẽ thả
thả trôi sông, thì cái hình phạt của xưa rất gọi là khắc nghiệt, vì người con gái hồi xưa rất gọi là cực khổ vì cái pháp luật hồi xưa và những cái thứ gọi là hủ tục hồi xưa, đó luôn thường đạo lý của hồi xưa. Tiếp đến sao là linh hồn, thì cái linh hồn này thì mình cũng nghĩ nó chỉ là một phần của trong cái cảm xúc và cái lý trí của bản thân chúng ta. Thì có rất nhiều cái quan điểm khác, người ta cho rằng thì đạo Phật linh hồn là thứ gọi là những thứ mình không cầm được, sờ được, không nhìn được, gọi là như cái hồn của chúng ta. Như người xưa cũng còn nói là ba hồn bảy vía, thì mình cũng không hiểu là cái ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía là những cái gì. Thì mình hiểu một cách khoa học đó, cái hồn là một cái lý trí và cảm xúc của trong người chúng ta, thì bản thân chúng ta sẽ có cơ thể vật lý và linh hồn, thế thôi. Mình hiểu một cái đơn giản, bản thân chúng ta là linh hồn và cơ thể vật lý, thế là đủ. Đấy là trên cái niềm tin của bản thân mình. Thì mọi người có quan điểm riêng của bản thân mình thế nào thì có thể là comment bên phía dưới, là mình có thể là học, một là học hỏi, hai là tiếp thu, ba là có thể là thấy cái ý là gọi là hay, hay là ý nào mình cảm thấy ok về bản thân mình áp đặt được, hay là mình có thể là tin được vào cái đó, thứ đó mình sẽ gọi là trau dồi thêm cho bản thân mình. Còn hiện tại bản thân mình, con người chúng ta chỉ có hai con người, hai con người mà mình có thể mình tin, đó là cơ thể vật lý và linh hồn. Linh hồn gồm lý trí và cảm xúc, vậy thôi. Mình cảm ơn. Thì đây là cái bài nói của mình và cái con người trong bản thân chúng ta có con người thứ hai hay không, thì mọi người có gì comment phía dưới. Cảm ơn mọi người.